Những năm gần đây, tỉnh Hưng Yên xuất hiện nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời qua ứng dụng trang thiết bị hiện đại đã làm thay đổi từ tư duy sản xuất thuần túy sang tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại. Phóng sự thực hiện tại Hợp tác xã An Thịnh Phát, đơn vị đi đầu trong ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất tại huyện Phù Cử. Nếu như trước đây, cây trồng phải có đất mới có thể sinh trưởng và phát triển tốt, thế nhưng giờ đây môi trường sống của cây dưa lưới được những người nông dân của hợp tác xã tạo ra một cách thuần thục từ giá thể sạch như sơ dừa, phân hữu cơ vi sinh, trùn quế. Kết quả, giá thể đạt yêu cầu không phải dựa trên cảm quan, kỹ năng và kinh nghiệm của người nông dân mà được kiểm tra kỹ càng thông qua máy đo nồng độ khoáng chất, độ ẩm trước khi đưa vào trồng. Khi mà giá thể đã được đưa ra ngoài rồi, sẽ được phơi tầm 5 đến 10 hôm ở bên ngoài để cho róc hết độ nước. Và khi mà đóng sơ dừa vào trong vào bịch này thì sẽ trộn thêm 10% phân hữu cơ cùng với lại sơ dừa và sẽ cho vào bịch. Và khi đó thì sẽ đo được khoáng chất ở trong bịch đang canh tác theo kiểu truyền thống mà đưa sang canh tác theo kiểu công nghệ cao như này thì nông dân cũng mất một thời gian. Nhưng dần dần nông dân sẽ tiếp cận được và cũng thấy là nó có nguồn thu nhập cao hơn, thực tế hơn và sẽ tiếp cận với lại công nghệ mới này hơn. Đối với Hợp tác xã An Thịnh Phát, khoa học kỹ thuật được ứng dụng vào toàn bộ các công đoạn, quy trình sản xuất từ việc xây dựng nhà màng, khu vực điều hòa không khí đến theo dõi sinh trưởng, phân bón, chăm sóc thông qua hệ thống tưới nước nhỏ giọt. Do tự động hóa các khâu như vậy nên nhân công lao động trong nhà lưới chủ yếu chỉ thực hiện các nhiệm vụ như cắt tỉa cành lá dư thừa. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng được 8 nhà kính với diện tích gần 8.000 m2 trồng dưa lưới, dưa sữa các loại. Thời điểm này các diện tích dưa lưới của hợp tác xã bắt đầu chín và cho thu hoạch. Trước khi xuất bán, chất lượng dưa được kiểm định thông qua các thiết bị đo đếm về độ chín, độ đường cũng như đảm bảo không còn tồn dư các chất không cho phép. Chính sự thay đổi này đã giúp cho các sản phẩm của hợp tác xã luôn được đánh giá cao, gia tăng giá trị trên thị trường. Vì tôi cũng đã từng một thời gian sản xuất theo phương thức truyền thống, thì tôi thấy với phương thức áp dụng cái tiến bộ khoa học kỹ thuật cũng như là ứng dụng công nghệ cao vào thì nó có cái sự khác biệt cũng như là giảm thiểu cái rủi ro cho người sản xuất, đưa được cái chất lượng sản phẩm lên mức tối ưu nhất. Bắt nhịp nhanh với sản xuất nông nghiệp hiện đại đã có phần mở ra những tư duy mới, hướng đi mới cho chính những thành viên của hợp tác xã An Thịnh Phát. Và kết quả cuối cùng đó chính là sự thành công trong việc làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, khi hiện nay trung bình mỗi năm hợp tác xã cho thu nhập hàng tỷ đồng từ nông nghiệp.